xã hội hôm nay, mà nhất là giới trẻ, một bộ phận giới trẻ không nhỏ xem thường các giá trị đạo đức truyền thống, cái lễ nghĩa đạo lý đối với ông bà cha mẹ, dường như nó phôi pha và nó xem thường, không còn giữ được những cái khuôn phép khắc kỷ như người xưa nữa, bởi do tác động nhiều yếu tố. Và bên cạnh đó, một phần không nhỏ là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ hướng dẫn con cái thiếu sót và thiếu răn đe, cái kìm kẹp, cái khuôn mẫu cho các con. Có một số người cứ vải cho con đến trường là xong, có một số người chỉ biết lo cho con ăn mặc là đủ, còn tất cả chuyện khác không quan tâm. Con người chúng ta có hai phần, phần đầu thân xác bên ngoài mà thấy được là gì? Là cơ thể vật chất. Cái này nó nuôi bằng gì? Bằng ăn uống, bằng những nhu cầu. Nhưng nó còn một cái điều quan trọng nhất là gì? Cái tâm hồn. Đa phần nuôi con chúng ta nuôi bằng thể xác, mà chúng ta không có nuôi tâm hồn. Cho nên đôi khi lớn con mà rẻ tiền, đây là cái lỗi của chúng ta. Một số những người làm cha làm mẹ không biết kìm kẹp, uốn nắn các con từ thở nhỏ, lớn lên các con trở thành cái gì? Sự thật, lớn lên nó trở thành cái con ngựa quan, cái con ngựa chứng. Rồi lúc đó chúng ta trách móc nó, đó là đã muộn rồi. Các vị nhớ người xưa từng để lại chúng ta một cái câu rất là quen thuộc: dạy con tự. Ở này thì thuộc, này thuộc, mới mở đã thuộc liền. Câu sau còn thuộc dữ nữa, làm luôn đi. Dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ vợ ban sơ mới về. Cái câu này người ta nói cái gì? Cái gì cũng phải từ ban đầu. Để nó thành hình rồi mới uống, mới dạy là muộn. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên cái nghĩa dạy con từ thở còn thơ, từ thở bé, không uống không dạy nó, tức là không uống từ lúc nó còn măng, mà để nó trở thành tre rồi sao uống. Mà bây giờ chúng ta lại là đây nè, còn măng thì chúng ta dung dưỡng, chúng ta xem thường, chúng ta bỏ phế nó, tới chừng nó thành tre nó hư, chúng ta chửi nó, chúng ta trách nó, chúng ta đau khổ vì nó. Cái này đôi khi xét lại mình, xét cái cách suy nghĩ và dạy dỗ của mình như thế nào. Đứa con là tác phẩm của mình mà các vị, có phải vậy không? Các vị là nghệ nhân xây dựng đứa con là một tác phẩm của mình, nên hư tốt xấu, phải trái gì đó, tài dở gì đó, tất cả một phần quan trọng từ những người điêu khắc hay một người nhào nặng lên đó. Chắc phải mẹ hiểu điều này rất rõ chứ. Cho nên chính vì đó, ta là người chịu trách nhiệm một phần không nhỏ trong việc giáo dục các con. Có một cái hai vợ chồng này ở Đức, có một đứa con, nhưng mà người chồng thấy vợ thương con quá cho nên là dạy con không nên, để nó hư. Rồi người chồng thấy vậy mới gửi đứa con khoảng 5-6 tuổi gì đó về quê cho ông bà chăm sóc dạy dỗ để nghĩ nó nên người hơn. Nhưng mà vì có một đứa con, rồi khi gửi về ở bên Việt Nam thì ông bà lại cảm thấy có một người cháu đích tôn thôi, cho nên còn thương, còn dung dị, còn hơn là cái người mẹ ở bên kia nữa. Cho nên cuối cùng sau một năm đưa con trở về Đức, nó còn tệ hơn. Bây giờ mỗi lần nói gì đến nó, ăn trên bàn mà nhắc gì đến nó quơ đổ hết, nó nhào lên, nó lăn trên bàn hết, nó đứng nó đái trên bàn luôn. Người cha cảm thấy thất vọng hết hồn, đem con trở về Đức. Ở bên Đức thì mẹ đã dung dưỡng, sợ con hư, gửi về Việt Nam bà thương còn hơn, chiều chuộng còn hơn. Cuối cùng nó như ông trời, nó cảm thấy nó như một ông trời, cho nên nó trở thành những kẻ mà gọi là nghịch ngợm, không điều phục được. Cho nên đây cũng là một cái lỗi quan trọng mà người xưa từng nói: con hư thì sao? Hả? Con hư tại mẹ. Rồi gì nữa? Đúng không?
trong đây thấy bà với mẹ nhiều quá. Sự thật rằng người xưa có nói câu con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng mà biết câu này đúng hay sai thì thật sự mà nói, đối với xã hội hôm nay, chúng ta cần suy tư giữa quá khứ và thực tế để chúng ta tìm ra giải pháp. Và giải pháp nào quan trọng để giúp chúng ta không rơi vào trong những cái trường hợp mà mắc phải, mà để khi nào con cái chúng ta hư rồi chúng ta buồn trách, và cuối cùng nó trở thành lỗi đạo một phần do trách nhiệm của chúng ta.